Con xe gớm anh bà. Xe dở đấy. Đó mấy ông kia cũng thấy mà, mấy ông kia nó. Trời ơi nó gian. Sao bự dữ à? Rồi có hiểu. Ui, phòng tay mà. Trời ơi, ôi. Ta để yên nhà nó cháy đi. Rồi lấy cháy khác. Giờ phá khói đi. Cái này vậy là khói thôi mà đúng không? Giờ khói nó nổ banh họng ơi. Vậy nó có bị kính khí đâu hả? Đẹp đúng không? Wow, ai làm vậy? Anh bờ. À, tí cái này tí. Láo gớ rồi, mới cái gì đẹp là tí. Đi gần lại đây ta. Đó nổ bành ông sao? Này nó mà nổ là chết luôn á. Nó mà nổ là chết thiệt luôn á. Ôi. Ủa bột đẹp cơm đây. Đẹp hết đó, ai làm vậy? Tí làm nữa. Đâu, chứ ai làm? Như hát bông vậy á. Trời có rồi. Không có đẹp vậy. Đâu. À, đây để hình giá cháy xuống. Đang thử cái rồi. Ta làm mới nha, con này phải không bo làm luôn. Ta làm lúc nãy cầm cái cây Google là đẹp luôn rồi. Vậy em cầm không? Thử nó nóng cháy tay thôi. Để cầm cái cây, lấy cột giữa cây dài dài đây. Đã giờ mấy cái pháo cuối cùng. Chúng ta làm cái này là làm nhanh lắm. Điều kiện là sao mà thích thì làm gì như bông ngọc phụ làm. Cẩn bé. Cùng để à. Lấy cái cây ông rồi dài của màu nhỏ, lấy cái đó nhỏ thuốc sướng á. Thôi thôi, cái cây này giấu luôn. Đã tiếu y này chủ yếu đẹp hơn chứ khối thì mình ít có thấy chủ yếu đẹp mà biết tới chỗ biết.